Đây nè, bất chấp thủ đoạn để theo đuổi em trai mưa. Em trai mưa tức là người ta phải lớn tuổi. Lớn tuổi yêu người nhỏ tuổi hơn, đúng không? Dạ. Đúng không chị? Đúng. Thực ra là ban đầu không có biết, tại vì nhìn người ta rất là cao ráo, rất là trắng trẻo như là bạn nói vậy đó. GA trưởng thành, nhìn là mình thích liền. Đó là cái lần đầu tiên mà em bất chấp thủ đoạn để em thả thính. Anh mà em thả thính trước mặt ta hay là? Tất nhiên là mình sẽ đi vòng vòng một xíu. Em nghĩ là con gái mà cũng phải là giữ giá một xíu. Và em nghĩ nha, bất kỳ những cái người nào mà mình gặp, mình có thể tiếp cận với người ta nếu như mình muốn. Và em đã làm điều đó rồi. Rồi. Như thế nào? Bây giờ em lên đây ngồi. GA lên đây ngồi. Em qua đây. Em hả? Em ở đây. Sao vậy? Em diễn tả trong văn phòng, ta ngồi em phòng em thả thính sao em? Không. Em gặp bạn ấy trong phòng tập gym. Tập gym thả còn thích hơn. Lên đây. Lúc mà ta đang làm gì em nói đi. Em ý kiến anh đụng kinh nó, kinh nè nè, kinh nè nè. Lại đi. Gì luôn á, anh làm gì sao anh đợi dọc em được. Đây, phòng tập gym. Đây là cái gì em? Lúc này là tập tay. Lúc đang tập chân. Là cái máy mà đẩy bên nhẹ hả? Đúng rồi, đẩy á. Đúng rồi. Tại vì trong phòng tập á là chỉ có khoảng một cái máy như vậy thôi, nên hai người có thể luôn phiên tập với nhau. Và đây ngồi cho mọi người quan sát thấy nè. Nó có một cái máy à. Trời ơi, tôi thích quá cái chủ đề này. Chủ đề này nó làm tôi mở được rất là nhiều thứ. Tôi phải nốt lại liền. Anh lẹ lẹ mỏi. Rồi, có nghĩa là em gặp bạn này mấy lần rồi và em thích quá đi. Là thấy con mồi ngồi kia rồi. Kiểu mình đi à bạn ơi mình có thể đang gặp nha, đang bận nha. Bạn lùng rồi đóng giày lạnh lùng rồi mời em vô. Không, cái này lịch sự xíu, phải lịch sự tế nhị, phải lịch sự tế nhị. Anh số deep vô à. Bạn ơi mình có thể tập trung với nhau được không? À, có một máy à. Ừ, thì mình đợi cứ... mình tập xong. Bạn đó không trả lời như vậy, chơi kỳ lắm. Tính cách bạn đó làm sao? Tính cách bạn đó hả, khá là có điềm tĩnh không, nhẹ nhàng không? Dễ thương lắm. Tại vì bạn này còn nhỏ nên rất là dễ thương. Dễ thương nha. Niềm nở nha, vui vẻ. Giờ là quá ác rồi đó. Ừ. Rồi. Dễ thương đi. Ô, bạn ơi mình có thể tập trung với bạn được không? Ok. Rồi sau này em sẽ ngồi vô tập và bạn này thì cũng đứng kiểu bấm điện thoại. Thì sau rồi em mới nghĩ là hay là mình nên cố tình tập sai. Tại vì khi mà con trai thấy con gái tập sai ấy là nó sẽ bày. Nốt lại liền. Em cố tình em đẩy cái máy đó. Ê bạn ơi, mình tập như vậy có đúng không? Tại vì mình cũng ít tập cái máy này lắm. Bạn này mới chỉ em là chỉnh lại cái góc chân như thế nào cho nó đúng. Thì rồi là có cơ hội nói chuyện. Thì mới hỏi là ủa bạn thường hay tập mấy giờ? Thì xong nói là thường hay tập 5 giờ. Nó ồ Vi cũng tập giờ đó. Nói thiệt chứ Vi rất là thích đi tập gym, nhưng mà Vi đi tập một mình á, Vi lười quá với lại buồn. Hay là bây giờ Facebook của Châu là gì, bạn đi tập chung cho vui. Đó, cho Facebook. Đi tập gì chung em? Thì đi tập gym chung hả? Câu chuyện chưa dừng lại đâu. GA có thể lên đây. Bây giờ hết phòng tập rồi hả? Còn một cái bối cảnh nào nữa không? Con, từ từ. Nói chung là cái câu chuyện nó hấp dẫn lắm, nó vẫn chưa có hồi kết đâu. Tuần đầu tiên em xác định là bởi vì bạn này chưa phải là người chú ý đến mình nên mình sẽ là người tấn công bằng cách là em rủ bạn ấy đi tập. Em rủ liên tục. Và sau khi đi tập á, em kiếm cớ là em đói bụng để em rủ bạn ấy đi ăn. Mà em là con người rất là ghét đi ăn sau khi mà tập gym. Thôi, cái giai đoạn đầu tiên mình sẵn sàng hy sinh vóc dáng. Rồi khi mà đi nói chuyện đúng không, em thấy là con trai á, rất là thích khi mà con gái lắng nghe những câu chuyện của mình. Dạng như là mình coi cái đó như là một buổi dating đi, một buổi hẹn hò đi. Thì mình sẽ kiểu ngồi lắng nghe và rất là cảm thấy rất là hứng thú với câu chuyện của bạn này. Và mình kiểu tỏ ra đáng yêu, dễ thương một xíu. Giai đoạn gieo rắc thương nhớ. Giai đoạn xài chiêu. Và tuần thứ hai em không nhắn tin rủ đi tập nữa. Em không đi tập luôn. Em biến mất. Mọi người biết câu trả lời là gì không? Gọi liền. Bạn này không có phản ứng gì hết, không trả lời gì hết. Từ từ. Và sang tuần thứ ba em xác định là nếu như mà bạn này không inbox cho mình thì mình sẽ nhắn tin cho bạn này. Được khoảng đâu bữa đó là thứ ba, bạn đó điện thoại cho em rủ em đi ăn và có chuyện quan trọng muốn nói. Mọi người biết bạn đó nói như thế nào không?
Đừng nhắn nữa, tốn tiền quá má ơi. Không. À, Vi ơi, ngày mốt là Châu phải bay về Mỹ rồi. Và bạn đó sinh năm 97. Và bạn này là du học sinh. À, thiệt sự là ban đầu nhìn thấy Vi là Châu cũng thích rồi. Nhưng mà đại Hà tiếp xúc và sợ là có tình cảm. Nhưng mà thật sự là Châu rất là thích Vi. Xong. Tính ra là cách đó thì nó hiệu quả. Hiệu quả. Ừ. Ở đây có ai xài cách đó chưa? Em là anh bảo, sao bạn không nói em? Anh mời Trâm dạ, nói. Dạ, để trả lời. Không biết là chị Vy có còn nhận đệ tử không? Thì em xin đăng ký. Tại vì họ em cũng như vậy á. Nhưng mà về cái sự khéo léo thì em chưa bằng chị Vy đâu. Thì em cũng sẽ kể một cái câu chuyện tương tự mà giống với chị Vy là mình cũng sẽ thả như vậy á. Kể đi em. Kể nhá. Không, nhưng mà cái này là chị bảo phụ họa cho em đi. Tại vì em sợ là nếu mà kể không thì mọi người không hiểu. Được. Bảo diễn với em nha. Bảo diễn em. Thật ra là anh nhớ nhà lắm, anh muốn về sớm thôi. Nên quá anh hỗ trợ em để mình về sớm thôi, hiểu không? Yeah. Anh bảo, có nghĩa là lúc đó mọi người quay phim xong rồi, giờ giải lao. Cái em mới rủ là, anh ơi, hãy chụp hình không? Selfie không? Cầm máy selfie. À. Anh nói rất là cao hơn bạn rất là nhiều. Mình ngoài vấn đề tính cách ra thì tất cả mọi thứ như là về chiều cao, size, cân nặng tất cả phải bỏ hoàn toàn hết. Ok. Anh nói cao hơn bạn rất là nhiều thì do mà nè, nhón lên chụp, nhón chuột rút thiệt. Nhón tại vì em rất là thấp. Em bị chuột rút hả? Sao vậy? Em đợi chút xíu, em có sao không? Em đợi chút xíu, anh đi bắt con mèo đi. Ông Bảo! Bảo ơi! Quay lại, em chỉ cho Bảo nghe. Anh về rồi, anh có được con mèo rồi. Em đứng chỗ nào? Đâu, đúng không? Đây, con mèo chưa? Em hớt rồi. Ai đâu, để đứng tiếp nè. Xong rồi á, cái em hớt rồi, thật sự là lúc sau á, sau khi mà ảnh bóp nắng á, thì em đã... Bóp nè. Vậy. No. Em nói nghe nè, không được. Ê, làm cái gì cũng được. Chính nam nữ thọ bất tinh. Không phải, ý thì kể là em bị thường chuột rút á, thì người ta tỉ vậy á. Bẻ chân á anh Bảo. Để nhảy chân luôn hả? Em không biết, nhưng mà nói chung là nắng chân lại cho nó hết bị chuột rút. Thì lúc mà em đã hết rồi á, nhưng mà em vừa nhớ bộ. À. Ủa sao vẫn còn đau vậy ta? Cái xong anh nói là thôi vậy họ vậy để anh dìm vô ngồi nghỉ. Thì vô ngồi nghỉ xong mà anh cứ hỏi han quan tâm như vậy đó. Em mệt rồi đúng không? Anh dìm bên ghế lại. Thì đó thì cái thảo thính của em là như vậy. Thật kỳ quá. Lên đi em. Wow. À là coi như là em cứ bị đau chân xong em cứ xin lèo. Nói chung là đó là cái cách tơ mà em thả thính anh. Nhưng mà dính không em? Không. Cái cách này là cách nằm trong sách của con trai rồi. Cách này anh coi phim anh thấy hoài mà. Anh cua làm sao vậy, hết chung đội với em hả? Trời ơi. Ok. Bây giờ nè. Em là em tính ra là cũng xinh. Em lấy cái bú em gõ thì nó hết lẹ. Không, nhưng mà nếu như mà em chưa biết tính cách của Trâm đi, mà gặp một con gái vậy thì em sẽ xử sự như thế nào? Nói chung là theo một lịch sự tối thiểu thì mình cũng sẽ như vậy thôi. Chứ để mà nói về thích hay là này kia thì em chưa thấy phê. Nhưng mà anh Bảo ơi, anh Bảo có thấy cái cách của em á là đặc biệt và lạ hơn không? Lạ chứ. Anh Bảo nghĩ xem có ai chụp hình selfie mà bị chuột rút không cơ chứ? Bảo đúng rồi. Ừ, sao em? Bây giờ em nói điều em muốn đi chị ơi. À, em muốn nói câu chuyện tiếp theo. Em muốn nói câu chuyện tiếp theo. Yeah. Bắt đầu nè, vô nè. Nhưng mà em vẫn muốn nghe ý kiến của anh GA là nếu mà anh GA gặp trường hợp như vậy thì sao thì cũng vậy thôi đúng không? Thì anh cũng phải đưa vô nhưng mà... Anh sẽ tặng cho em một món quà. Anh dính không? Anh không dính. Đây. Trong cái trường hợp đó thì anh sẽ tặng cho em một cái món quà. Đó là cái búa. Đây, anh có thể giúp cho bạn hết chuột rút. Còn bài trò chơi chứ vậy trời. Thôi em biết là rớt búa. Rớt lượng miếng đâu cái miếng lại luôn. Rớt miếng. Cái gì quá luôn. Đâu biết làm chuột rút. Tại em thích cái búa này nè. Trở thành bạn tri kỷ của người đó. Ra câu chuyện này của ai đâu? Là câu chuyện của em. Rồi xin mời đi. Trời ơi, lúc nào cũng nhẹ nhàng hết trơn á. Khi mà em thích anh đó thì em chọn cách làm tri kỷ. Thường xuyên nhắn tin quan tâm, lắng nghe những câu chuyện của anh. Dần dần thì bắt đầu có tình cảm với nhau. Tới bây giờ thì vẫn được một năm. Wow. Coi như là cũng bắt đầu từ cái sự mà giống như là quan tâm rồi hỏi han rồi chăm sóc đồ này nọ. Nhưng mà đó cũng là hai trường hợp, một người thì thành công
như là Ni Ni đây đúng không? Còn một... Ủa nhưng mà nếu mà trở thành tri kỷ thì làm sao trở thành người yêu được? À, đôi khi người ta thích gu lạ vậy đó. Có những người từ bạn có thể thành người yêu đúng không? Thì em có một cái là cái này không phải là em nhận ra mà là sau này á, thì mới có một cái người đàn anh ảnh mới nói với em biết là có vẻ như là em là cái người là khi mà muốn tiếp cận ai thì em luôn xác định trong đầu là cái người đó sẽ có một cái mối quan hệ gì với mình. Thì nếu như mà là con trai mà em có tình cảm á, thì em sẽ là tìm hiểu mọi thứ về người ta, tức là về Instagram, về Facebook, về bạn bè, về đồng nghiệp thì em sẽ đi theo dõi được cũng không hẳn, nhưng mà kiểu là tiếp cận để mà biết được nhiều tối đa nhất có thể về cái câu chuyện của người ta và người ta là một cái người như thế nào. Nó là một cách cổ điển luôn á, trong sách trong muôn ngàn cách thì cái cách đó là cái cách cuối cùng. Nhưng mà mình muốn nghe thêm thính nào khác đi. Ok, câu chuyện tiếp theo nè. Xin lỗi bạn. Em xin lỗi. Sao vậy bạn? Nhưng mà em đang bị dạ. Em đang bị ngược đuổi. Mình đang công việc qua bạn. Tao rồi bạn. Anh này không chạy được với em đâu. Anh. Xin lỗi bạn. Thế này? Anh ơi, tụi em bị bắt cóc. Mình bọn em bắt cóc chứ phải bị bắt cóc. Mình đang công việc đâu bạn. Từ. May là hôm nay nha. Có người đi giày. Cho nên là mình tóm được cái anh này đó. Nhìn ở đây. Thấy chị bảo chưa? Chị cảm giác anh. Cái gì đây? Cái gì? Em cảm thấy nhức đầu quá. Xin lỗi mọi người, cho mình biết là mình đang ở trong cái thế gì được không? Đang ở trong cái thế bị giành giật. Trong cái thế là đã thuộc về đội lái xe. Em mà. Phải chờ thở chút xíu mà mệt quá. Thấy gì anh đi không? Mọi người. Có thể hát cho em nghe thử được không? Một đoạn không? Các bạn ơi, hình như mình đang nhầm người hay sao ấy? Chị nghĩ là nhầm nè, không phải đâu. Thôi chị đi chỗ khác thì em đi. Thôi chị nghĩ là nhầm em. Chị đi chỗ khác. Em nói chuyện với anh một xíu nữa. Nhưng mà mình nhận ra bạn nè. Bạn là Trang Môn đúng không? Bạn là Mộ. Mình biết bạn. Thế để kể cho nghe nè. Cái gì? Cái tài. Đã có một chút lương tiền. À quên. Nhân duyên. Rồi mệt quá nói nhầm mọi người ạ. Thì anh có thể hát tặng em một bài được không? Nhưng mà mình rất cảm ơn vì mọi người rất là niềm nở đối với mình. Hôm nay là ngày thứ hai mình có mặt ở tại Sài Gòn. Mình mới từ ngoài kia vào theo lịch hẹn của... Ngoài kia là ngoài nào anh? Mình ở ngoài Bắc vào á. Thì theo lịch hẹn của bạn mình để mình vào trong ngày có việc và bạn mình chắc hẹn mình ngoài này. Rất vui là hôm nay chúng ta đã có duyên gặp mặt tất cả các bạn ở đây. Không sao, vui mà... thì bọn mình cũng hát cho nhau nghe một bài đi chú. Thấy cầm tay không? Nhưng mà... Liêm chỉ. Xin hãy gác lại Liêm chỉ. Mình hiểu là mình đang phải ở trong cảnh gì. Ví dụ các bạn cần hình của mình lên hình ở một góc quay nào đó. Thì đây là một chương trình mà để em tìm nam thần của đời em. Cho nên anh có thể hát tỏ tình em một bài được không? Xin chào tất cả các khán giả của Giải Mã Tình Yêu nha. Mình rất vui vì hôm nay nhờ Chúa chương trình mà đã cho mình gặp được tất cả các bạn nữ ở đây. Bạn này cũng quen mặt này rồi, mọi người đều quen mặt cả. Đặc biệt là Trang Moon, mình là một người mình rất hâm mộ Trang Moon từ đấy, trước giờ. Nhưng mà xin lỗi mọi người là mình đang có việc nên từ. Anh cái khoản chào anh không cần phải chào anh, dạ. Anh có thể Thì rất vui vì hôm nay có Trang Môn và mọi người ở đây thì mình sẽ hát tặng mọi người một bài. Trước giờ mình không có hát nhiều. Ok. Thì mong mọi người thông cảm nếu mà mình hát không hay thì mong mọi người thông cảm. Gì đấy? Tình yêu như mơ quả khi thôi. Em thấy hát của anh là anh biết hát nhưng mà anh đang cố tình hát lái đi. Ngày xưa mình cũng ấy mà mình cũng ở trường cũng ở trong đó văn nghệ mà. Anh ơi dù chiếc hoa bé xíu nhưng đây là tâm lòng của em.
em đã đợi đây từ rất lâu rồi. Nam Anh đúng không? Cảm ơn Nam Anh rất nhiều. Em nghĩ là cuộc vui của mình đến đây là đủ rồi. Chương trình em năn nỉ luôn em đi. Ngại có mình cả bài thôi, mình không thể diễn được nữa. Chào tất cả mọi người. Và đấy. Ô dạ. Ok ok ok. Anh có thể hát được. Thắng ngầm vui sẽ lên nói là làm hết xong rồi thắng sẽ chọn là mình sẽ về team à, dĩ nhiên là cái team đội thắng rồi, anh đâu có được chọn đâu. Anh là không được chơi như thế mà em chạy đội, đội nào thôi. Đội nào chạm vào em trước là đội đó sẽ thắng đúng không ạ? Đúng rồi, em chạm vào anh trước là thắng. Hello. Nãy giờ diễn sâu quá trời sâu. Rồi, bắt đầu nha. Dạ, bốn cô gái cùng một lúc thì anh có quyền được chọn. Hát trước ạ? Hát đi. Em không cần giới thiệu gì, em hát luôn à? Và sau đây mình sẽ gửi tặng tất cả bạn một đoạn của một bài hát nào đó mà mình chưa nghĩ ra. Các bạn muốn mình hát bài gì? Bài mà lúc nãy mà cái bài anh chưa nghĩ ra đó anh hát đấy. À, thế thì mình sẽ hát một bài của mình mà bài mình đã ra khá là lâu rồi, bài mang tên là Nếu Em Cần. Ca khúc như sau. Và nếu em cần một vòng tay thật dịu dàng bên em, và nếu em cần một tình yêu thật nhẹ nhàng cho em, thì anh sẽ mãi mãi ở bên thật gần. Dẫu bao tố đến tay nhiều lần, my baby, yeah. Một bài của mình ngắn như vậy thôi. Trời ơi, em nói chứ. Anh thân, tại sao anh lại như vậy hả anh thân? Sao tự nhiên em lại tặng anh bông hoa mà nó lại bé như này? Tụi mình đã từng ngồi nhậu chung với nhau một bàn chiến hữu. Hả? Vậy mà đó, anh nói lầm mà. Đó cũng là một cái lý do mà mình không thể diễn được quá sâu. Và mọi người vẫn nhận ra mình. Tại vì bạn này bạn cứ đứng cười mà. Cho xin phép tôi diễn lại cái đoạn khi ông nhìn thấy tôi. Không mắc cười, không được, mình nó tém lại. Nụ cười mình nó tém lại. Mình không biết gì đâu nha mọi người. Ơ, em đang làm gì vậy? Ơ, xin lỗi anh, vậy bệ bệ. Thì bây giờ thì em sẽ quyết định chọn giúp anh nha. Anh sẽ về đội của em nhá. Không, hôm nay mình là người đàn ông duy nhất ở đây, mình được quyền lựa chọn. Đội thắng thôi. Thực ra thì em có ý kiến là bây giờ cho cái kiểu Vinh hai người rồi, đi một kiểu luôn đi chứ thấy mệt quá trời rồi. Mẹ chị là đội em đó nha Nam Anh. Đó nhìn rất đẹp đôi luôn nha. Đẹp đôi lắm anh. Thì bởi vì là hôm nay cả hai đội đều chạy rất là nhanh. Nên là cái lúc đấy thì Thắng lại không để ý kỹ, nên là mình không bắt được kịp là bạn nào đến trước, bạn nào đến sau. Nam Anh. À, nhưng mà đội hôm nay mình chọn là đội chiến thắng trước đi ha. Là đội có nỗ lực hơn. Yeah, đội có tinh thần gọi là giải phóng mình trẻ hơn. Này anh trai, em xin ý kiến, em không phải là em không nỗ lực. Thôi cho em nó ngắn. Cho anh nói gì là anh không ghi được nỗ lực của em. Tức là cái bạn đó làm anh nhìn thấy là bạn ấy rất là nhiệt tình với cái động tác mà bạn ấy tạo nên đấy. Anh là nhìn thấy mà từ từ anh là được nhìn cái đoạn bạn ấy chạy máy một chưa được nhìn. Đây, sau khi mình chọn mình sẽ cho các bạn đó diễn tả lại cho mọi người và tất cả khán giả cùng xem. Mình đội mình lựa chọn chiến thắng.